Thế nhưng như để theo lời yêu cầu của anh Phương thì Ngũ Nhân Hợp xin gửi đến một trích đoạn cải lương cùng rất nổi tiếng của Thế Châu được mang tên Chuyện Tình An Lộc Sơn, quý vị cùng lắng nghe. Quan sang nhìn trùng dập vô gió câu không dừng chân rui dung miệt mài chú nhọc nhằn mưa tuôn sương rơi không nản chân gì ai đường về đường an cũng xa mấy ngàn che lối lòng nóng đau dân tàn thai chân qua lễ chi đại ngon đất thần xin đem chút tài kỳ mã rời khỏi trường an thương nhớ trên lưng ngựa nâng niu giữ vẹn hoa tươi hồng. Cảm ơn con. Lòng nôn nóng như thiêu mơ nhìn thấy dương phi cắn quả tươi hồng thở khói như mây lông câu trổ tài thiên lý tại người nóng lòng hay ngựa nàng chân buồn ôi tâm tình của tên mang tướng ngang lòng sương nồng nhiệt quá đành dũng về khờ dài sợ quá chạm bằng hơn sợ tỏ trong thương lo trai mắt ngon còn hơn đó thành cướp mãi qua lệ chi trái ngô thơm linh nam gió ngựa trắng dùng chân bước phi mời dân đường đường với bao ước nguyện chân thành lòng đã công mang nỗi nhau nhàn gian khó thấy ai thấy ai nói sao để dời tối đời luôn luôn đôi thay ta trách mình không mãi số phận dù bên nhau không tấn gan ôi đường minh hoàng giữa đường tay chân trên nam ngồi trên ngôi cao tuyệt đỉnh còn ta ta chim lại nàng bằng quỷ vũ của con tim an lộc sơn vô thề làm nên nơi đất ngỡ nghiêng thì sức mạnh sẽ làm phong ba vào tố ta sẽ giành lại thái chân người ta yêu quý gom cả gian sang mà đặt dưới chân đó là tâm tình của mang tương an lòng sơn yêu dương thái chân không ai không quyền thay đổi trời đất đêm nay bồng chân màu tan tóc ta khóc cho nàng hay đàn khóc cho ta xin nhiều giới thiệu anh đáng hả anh dạ thưa dân gia đình à tiếp tục chương trình thì còn lắng nghe một nam nghệ sĩ ngôi sao điện ảnh Văn Đáng cùng với nam nghệ sĩ Ngân Quyên. Bà vui.
Ai biết hết trung tâm sở Bình Định á. Ở tâm sở Bình Định đi.